Ủa sao kỳ vậy ta? Nhà mình đâu có máy xếp nhạc tùm lum vậy? Ủa mình đâu có biết chơi nhạc đâu. Thấy chưa? Mệt ghê. Nhạc sắp gì tùm lum bể đồ nữa. Anh ơi. Ủa cái gì vậy? Sao nhà tôi mời cô song song vô vậy? Anh giận em hoài mệt ghê á. Anh nè, quà kỷ niệm 3 tháng sau khi quay lại với nhau. Cô nói gì tôi không hiểu vậy? Anh nói gì vậy? Em biết là anh giận em cái vụ đó, nhưng mà hôm nay mới là đúng ngày nè. Cô nói cái gì tôi không hiểu luôn á. Ủa cô là ai rồi tiện 3 tháng gì đây? Anh sao vậy? Tự nhiên anh giận em có chuyện chút xíu à. Nhưng mà cái này là lỗi tại anh chứ không phải lỗi tại em đâu. Anh nhớ lộn ngày chứ bộ. Nếu mà anh thích giận á thì anh giận luôn đi. Sao? Ủa? Sao? Gì vậy trời? Ủa ba? Có chuyện gì vậy? Cái cô đó đó. Chú ba đã dặn á là tạm thời giấu chị Quỳnh. Chắc là chị Quỳnh chưa biết chuyện này đâu. À, cái chị đó là bạn của con á mà. Con chơi với bạn bè kỳ cục vậy? Người thì cũng xinh mà sao mà khùng dữ vậy? Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.